Chào tất cả mọi người đến với channel của mình và mình là Linh Tê. Ở video trước, mình đã hướng dẫn cho mọi người làm hiệu ứng chuyển cảnh Open và Close Door của BenTK. Ở video này, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho mọi người làm hiệu ứng chuyển cảnh độc đáo nữa, và đó chính là và mình gọi hiệu ứng đó là hiệu ứng chuyển cảnh bong bóng. Mình nghĩ cái hiệu ứng này sẽ phù hợp với những người hơi thích mộng mơ một chút. Và đặc biệt, để thực hiện được nó, không cần phải sử dụng bất kỳ một kỹ thuật hay hiệu ứng phức tạp nào. Bước đầu tiên đó chính là hãy ủng hộ mình bằng cách like và subscribe channel của mình, rồi ấn vào link mình đều dưới phần thông tin của video, rồi tải hiệu ứng này về. Với hiệu ứng này, mình đã làm tất cả cho các bạn chỉ việc add vào Premiere, sau đó thực hiện theo các bước của mình. Mình đã chuẩn bị được 2 footage. Ở footage thứ nhất, mình sẽ chia nó làm 3 phần. Chúng ta chỉ cần ứng chừng làm sao cho nó thuận mắt nhất và không cần phải chính xác bao nhiêu frame hình. Sau đó, kéo footage này lên lại ở phía trên. Tạo ra một layer điều chỉnh mới. Việc còn lại, chúng ta chỉ việc add từng preset theo thứ tự như mình đang làm đây. Như vậy, chúng ta đã có một hiệu ứng chuyển cảnh bong bóng. Chúng ta chỉ cần kéo thêm chút màu và âm thanh. Như vậy đã có một hiệu ứng chuyển cảnh hoàn chỉnh. Nếu như mọi người còn chỗ nào chưa hiểu hay là thắc mắc thì có thể comment xuống bên dưới video và mình sẽ hỗ trợ một cách chi tiết nhất. Và một lần nữa, nếu mọi người thấy video của mình hay và có ích, hãy ủng hộ cho mình bằng cách like cũng như subscribe channel của mình. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều.